Hello Việt Nam xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay thì chúng tôi xin giới thiệu một vài mẫu chậu mini hình chữ nhật, một vài mẫu chậu chữ nhật mini như thế này đấy. Và đầu tiên thì chúng tôi xin giới thiệu chiếc chữ nhật am bông 38 gm, và chúng tôi xin quay kích thước phủ bì của em nó là 38 nhân với cả là 32, và chiều cao của em nó thì là 10 ạ, Tiếp theo thì chúng tôi xin giới thiệu kích thước lọt lòng của em nó là 34 nhân với cả 27, và chiều cao thì khoảng rơi vào 9 ạ. Thì với chiếc chậu áng mây đẹp như thế này thì có giá bao nhiêu nhỉ? Chiếc chậu áng mây đẹp như thế này thì em xin vào giá là 360.000 đồng cho một chiếc chậu được đây, được khuôn bốn mặt hoa văn hoa lá. Vâng ạ. Đấy. 360.000 đồng cho một chiếc chậu chữ nhật áng mây có kích thước phủ bì là 38 x 32 x 10, và chiếc chậu này của chúng tôi thì cũng có size nhỏ hơn và size lớn hơn như thế này đấy. Đây là chiếc chậu size trung thôi ạ. Và như quý vị thấy thì màu men của nó cảm giác như là rất là cũ kỹ đúng không anh? Dạ, vâng, nó không được tươi sáng, nó hơi xỉn xỉ, và sẽ thích hợp cho quý vị nào thích chơi chậu cũ đấy ạ, thích chơi những cái dạng mà men cũ đấy. Vâng, 380.000 là chiếc chậu mang mã số 360 ạ. 360.000 là chiếc chậu mang mã số 01 trong buổi bán hàng ngày hôm nay của chúng tôi. Chiếc chậu tiếp theo. Vâng, hôm nay thì chúng tôi được đổi vai cho nhau. Vai của tôi hôm nay sẽ không phải là dẫn chính nữa, mà hôm nay tôi sẽ làm nhiệm vụ là bê chậu. Như quý vị thấy đấy, tôi đang phải bê chậu rất là nhiều như thế này. Tiếp theo đi em. Chiếc chậu tiếp theo mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn đó là chiếc chậu chữ nhật trơn, với tất cả với bốn mặt của chiếc chậu thì đều được độ trơn duy nhất. Độ trơn duy nhất một màu, đó là màu xanh, rất là đẹp, rất là trong và rất là thích hợp với rất là nhiều loại cây. có rất là nhiều chữ rất là. Và chiếc chữ nhật này thì chúng tôi xin được phép đo kích thước, và kích thước của em nó, kích thước phủ bì là 30 nhân với cả 23, và chiều cao là 9. Kích thước lọt lòng của em nó là 26 nhân với cả 19, và chiều cao là 8 ạ. Kích thước phủ bì là 30 nhân 23 và nhân với 9, còn kích thước lọt lòng là 26 nhân 19 và nhân với 8. Chiếc chậu này của chúng tôi xin báo giá là 245.000 đồng cho một chiếc chậu chữ nhật phủ một lớp men đầy bên cạnh xung quanh. Vâng, với giá 245.000 đồng một chiếc chậu đẹp như thế này thì quả thật là giá khá là hời đấy quý vị ạ. Và chúng ta sẽ cùng đến sản phẩm 03 của chúng tôi nhé. Xin mời sản phẩm 03. Chiếc chậu số 3 mà chúng tôi xin giới thiệu là chiếc chậu chữ nhật giả cổ 40. Chiếc chậu này thì có kích thước lớn hơn hai chiếc chậu trước một chút. Và chiếc chậu này thì có kích thước phủ bì là 40 nhân với cả 32, và chiều cao là 13 cm. Kích thước lọt lòng của chiếc chậu là 34 nhân với cả 26, và chiều cao của chiếc chậu này thì là 8 ạ. Kích thước phủ bì là 40 nhân 32 nhân với 13, và kích thước lọt lòng là 34 nhân với 26 và nhân với chiều cao là 8 ạ. Chiếc chậu này của chúng tôi xin báo giá hôm nay với giá là 480.000 đồng, 480.000 đồng cho một chiếc chậu rất là xinh như thế này đấy ạ. Chiếc chậu thì được khuôn ạ, hoa văn từ màu sáng này, tối sau rồi đến sáng đúng không ạ? Nói chung là rất là hài hòa, màu sắc rất là hài hòa giữa sáng tối, và bốn xung quanh chiếc chậu thì cũng đều là hoa đây. Và chiếc chậu này của chúng tôi xin báo giá rồi đấy là 480.000 đồng ạ. Chị còn muốn giới thiệu cho quý khách một chiếc chậu nào nữa không ạ? Có lẽ là hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn ba mẫu chậu chữ nhật thôi. Và tất nhiên rồi, bot.com của chúng tôi thì còn rất nhiều mẫu chậu chữ nhật khác nữa với các kích thước khác nhau. Và quý vị quan tâm tới bất kỳ mẫu chậu nào thì hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại là 0966 061 033, hoặc truy cập vào fanpage của chúng tôi là gốm bonsai.com để được chúng tôi tư vấn kỹ càng hơn. Và đừng bao giờ quên ủng hộ kênh của chúng tôi bằng cách là cho chúng tôi xin một like này, subscribe và chia sẻ để kênh của chúng tôi sẽ ngày càng lớn mạnh nhé. Bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có những bữa trưa vui vẻ. Xin chào.